Hôm nay em sưu tầm cho mọi người mấy em bắc tít và bắc cọc cho mọi người tham khảo. Em đầu tiên này là em nhạn. Em này thì dòng bắc cọc lông ôm. Form tròn đẹp. Cốt bé nha mọi người nhé. Em này thì được tầm 8-9 tháng rồi. Đúc mái được rồi nhé mọi người. Ở nhà em thì màu nhạn em không đúc mấy. Thỉnh thoảng thì ví dụ như các gen của đời ông cha ấy. Thì đôi khi là em đúc tía với mái bịp nó vẫn ra được một hai con nhạn cho mọi người. Em này chạm khoảng 4 lạng. Màu nhạn này thì mình phải vệ sinh thường xuyên thì cái lông nó mới đẹp được. Bởi vì màu trắng thì nhanh bẩn lắm. Em số 2 này là em mật nhá mọi người. Màu mật này là màu hiếm luôn. Em này cọc nhá mọi người. Lông ôm sát này. Em này thì được tầm 6-7 tháng. Dòng bắc cọc này thì mình phải chịu khó nuôi trên 1 năm thì gà nó sẽ đẹp nha mọi người. Bởi vì cái form, cái cốt, cái chất lông của nó đã ôm rồi. Thì gà nó càng thay lông thì lông nó sẽ càng bóng lên. Và lông nó sẽ càng cùn đi nha mọi người.
Như mọi người xem mấy con gà nọc của em ấy, thì gà già thì con nào nó cũng đẹp, con nào nó cũng xuất sắc luôn cho mọi người. Con mặt này thì em gửi vào trong miền Nam rồi nhá mọi người. Quay lại video để đăng lên làm kỷ niệm. Em thứ ba này là em cú cho mọi người. Màu này là có thể gọi là cú vàng hoặc là cú cườm. Em này chỉ được gọi là lông ôm thôi, chưa phải là dòng bắc cọc nữa mọi người. Em nó sung lắm rồi. Em cú này thì em mới bắt về để mình cải thiện dòng cho đúc với mấy em mái cọc một vài lứa xem có ra được màu cú cọc không. Màu cú này thì riêng với em trống này thì mình còn phải cải thiện thêm một vài đời con cháu nữa thì may ra mới ra được con gà đẹp, gà con ấy. Vậy nên là đúc được một con gà thì không phải đơn giản nha mọi người. Mà đúc được gà đẹp thì thứ nhất thì cũng cần nhiều yếu tố. Gà bố đẹp, gà mẹ đẹp. Thì gà con thì tỷ lệ nó vẫn có đẹp có xấu nha mọi người.
chứ không phải bố mẹ đẹp mà gà con ra tất cả đều đẹp, đều giống gà bố gà mẹ nhá. Mình chơi cái dòng tre bắc cọc bắc tít này thì nó như kiểu là mình đánh xổ số vậy mọi người. Ai có kinh nghiệm thì mình sẽ chọn được cái tỷ lệ mà trúng gà đẹp cao hơn so với lại những anh em mới tập chơi. Vậy nên là như em theo kinh nghiệm của em ấy thì em sẽ chọn ra được những cái cặp loại 1, loại 2 rồi cặp loại VIP. Đấy, kiểu kiểu thế. Thì giá cả của từng loại nó khác nhau. Nhưng mà kinh nghiệm của em thì nhiều khi cũng có khi đúng, có khi sai. Nói chung là mình ưng mắt là mình bắt thôi. Và em thứ tư này là em vàng. Em này lông ôm bắc cọc. Form nhỏ cốt bé nha mọi người. Form giống form gà chọi này. Em này được khoảng 4 tháng rưỡi 5 tháng rồi. Bé xíu chắc được tầm khoảng 3 lạng. Không phải là cứ ăn nhiều mồi tươi mà tốt đâu nha mọi người nhé. Gà nó hay bị sán lắm, run. Vi khuẩn là nó ở tất cái mồi tươi. Vậy nên là mọi người muốn nuôi gà giữ cốt thì từ tháng thứ 2, tháng thứ 3 trở đi là mình cho ăn thóc, cho tập ăn thóc. Xong rồi dần 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 mình bớt cám, mình tăng thóc lên. Rồi sau đấy là mình bỏ cám cho ăn nguyên thóc thôi. Thì gà nó không bị nở cốt, nó chỉ nặng thịt thôi. Đó là kinh nghiệm mà em nuôi gà từng ấy năm chia sẻ cho mọi người. Còn mỗi người có một cách nuôi riêng. Không nhất thiết là cứ phải theo em nha mọi người nhé. Bằng lớn mạnh hơn nữa, rồi cùng nhau tiến vào phần thế giới độc lãnh quanh quay luôn anh em nha. Cảm ơn tất cả.